minutes. Couple minutes, Shady. Gì vậy con? Gì vậy? What's good is eventually she's just going to be going there by herself. Mm-hmm. I think in 2 years after old. After two? Yeah, after 2 years old. Muốn gì? Ngồi xuống, mở đi đi, mở ra đi. Mở ra coi Amazon mở con gì á. Amazon cho con gì á. Wow! Cái gì đó? Cái gì á? Cho mẹ coi với, cho cô chú coi với. Cho cô chú coi cái gì á? Con nhận gì từ Amazon vậy? Hả? Cho cô chú coi với. Cái gì? Cho cô chú coi nè, cô chú ơi. Con cái thôi hả? Ừ, con cái thôi à. Con cái thôi à. Chị được nhận cái gì từ Amazon, chị nói cho cô chú nghe coi. Này, đưa cho cô chú coi coi. Chay hết kem đánh răng rồi. Mẹ order kem đánh răng cho chay. mẹ không có đi mua. Mẹ order trên Amazon 2 ngày thôi là về tới nơi chứ gì. Xách xe đi mua lâu chay hả? Ừ đó. Bây giờ cái bịch này nè. Mẹ con đứng lên cái bịch này đi, đứng lên cái bịch này. Đó, đứng lên bịch đó đi. Bỏ vô, ups, bỏ vô thùng mà. Hôm nay đang ngoài trời, đang mưa cô chú ơi. À, bỏ vô thùng rồi, bỏ kem đánh răng vô thùng luôn đi. Bỏ kem đánh răng vô thùng luôn đi. Bỏ vô luôn đi, rồi bỏ, đóng lại trả Amazon. Nó thôi chay không cần đâu ra có Amazon ơi. Amazon đừng có cho chay mấy cái này làm chi. Đậy lại đó, đậy lại, trước khi con đậy con phải đóng này lại, đó. Rồi đem cái thùng kia lại tới mẹ mở cho chơi. Đi con, đem cái thùng kia tới mẹ mở đi chơi chơi. Đem cái ship xếp hình á. Wow. Bỏ bịch đi vô khác đó à. Đó, mẹ mới dụ em đi, mẹ cặp cái tóc lên cho nó khỏe, cho nó gọn thôi chứ. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống chơi đàng hoàng đi con. Đúng rồi, giỏi ghê chưa cô chú. Quay quay mặt ở đây cho cô chú coi. Rồi sao cô chú coi. Đó, quay quay mặt đó. Đó, cô chú thấy không? Thấy à. Chim én. Chim én chay không? Chim én. Chim én nhìn vô đây coi chim én. Chim én. Đây nè chay, màu này màu gì đây? Đó, nhìn nó mới nhìn qua đó, có ớn ăn ớn ăn không? Nguyễn Thị chim én. Coi mày chỉnh nó coi. Rồi chơi nè, sắp lên. Sắp nhà bây giờ con bây giờ cũng muốn sắp gì, muốn sắp nhà lầu không? À, sắp nhà lầu lên, cao lên. Đó, sắp nhà lầu cao lên. Chắc bằng này đứng lên luôn. Đâu được đâu. Em ngồi đây hả? Em ngồi đây sắp rồi, ngồi ở đây hả? Cho cô chú coi. Chay, hai cô chú đi chay. Ups. Nè. Nè chay, chay, cho cô chú miếng nước nè. Chay đi con. Trời ơi, giữ người ta. Ở đây. Cố lên nha. Sắp sao cho thành công nghe chưa. Mình mà xin mình xây nhà mình phải xây cho thành công chứ mình không có xây giữa chừng nghe chưa. Mày đâu cầm gì đâu nhìn mẹ. Mình làm cái gì là mình cũng phải kiên quyết mình làm cho tới cùng. Được thì thôi, hiểu không? Mình là chơi xì cai không xì dơ mà. Mục đích của mình tới trái đất này để làm gì?
Trời ơi, làm gì? Mục đích của Jessica thôi, chị dơ tới trái đất này để làm gì vậy? Nói mẹ nghe coi. Ai tới trái đất này cũng có mục đích hết, con tới mục đích này chơi gì chơi? Con chơi, con mang lại sự yêu thương ấm áp hay chơi? Hả? Con mang lại sự yêu thương ấm áp cho trái tim mẹ phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Xạo sợ đó. Trời ơi. Cô chú hôm qua cô chú nhớ con không cô chú? Không gặp con ngày cô chú thấy con có lớn hơn không? Nó lấy cái kẹp kẹp lên cho khỏe đi chứ nó quên lẫn gỡ xuống bây giờ đó. Ồ, quạt cho cô chú với. Quạt cho cô chú mát chứ. Khoái chơi trò này lắm cô chú ơi. Nguyên một đống đồ chơi mà không chơi gì hết, chơi thôi cho cái đúng một cái trò này thôi. Vậy mà là mô mẹ là bữa mày để cái tự đề là lớn lên làm kỹ sư là đúng rồi. Trời ơi mới ngủ dậy còn ngáp nữa. Bây giờ nè. Chơi mâm. Mâm nha, mẹ đi lấy đồ cho con ăn nha. Nha. Đó. Chơi ăn uống xong rồi cô chú ơi. Chơi ăn uống xong rồi. Giỏi quá trời. Trời ơi, cái mặt thấy ghét dễ sợ. Con chào cô chú chưa? Chạy đi, con chào cô chú chưa? Coi iPad mà đắm chiêu vậy. Chào cô chú đi. Hello cô chú. Lô, tôi giọng cho một giọng gì chứ lô. Là bao nhiêu chiêu lô tô vậy hả? Cô chú mà con tưởng như là lô tô hả? Con lô. Coi kìa, con nó chăm chú kìa. Con nó chăm chú ghê chưa? Con còn hơn nó nhìn mẹ nó nữa mà. Thôi mẹ đi làm nha. Dạ nữa chứ. Thôi mẹ đi làm. Thôi bye bye chay nha. Bye bye chay, mẹ đi làm nha. Á trời đất ơi. Trời ơi, vậy nó đuổi tôi đi làm luôn rồi. Thì đứng nó mê iPad, thương mẹ nó rồi. Coi nó được đời nó chưa? Ôi đất ơi, còn không tạm biệt mẹ nữa chứ. Mặc áo tay ngắn hay ghét dễ sợ không? Mặc áo tay ngắn hay thương ghê luôn á. Hỏi cô chú ơi, cô chú hôm qua cô chú có nhớ chị Chay không? Mắt Chay bữa nay bị đỏ nữa rồi cô chú ơi. Mẹ cho ăn sầu riêng, trong nóng trong người quá đỏ miết luôn. Mà nay thấy cũng sẹp đỡ bớt rồi. Sẹp hơn 2 ngày kia rồi. Nên là đỡ rồi, ngày từ giờ về sau chắc Chay hình như có thù với sầu riêng rồi cô chú ơi. Chay không được ăn sầu riêng nữa. Mẹ mới cho ăn có 2 muối thôi mà nó nóng trong người. Thấy Chay? Nè đó, cô chú thấy không? Cô chú ơi, thấy Chay không? Rồi thôi nha, ăn uống xong rồi thôi tắt iPad nha. Rồi, tắt iPad. Rồi, cất đi. Thấy chưa? Không hề khóc la nghe cô chú. Bà ngoại chính của Chay á coi sao? Mẹ bồng con hả? Bà ngoại chính của Chay coi video clip của Chay á, cái mỗi lần mà thấy mẹ tắt iPad á, cái bà ngoại chính hỏi ủa nó có khóc không hay là tắt video rồi. Cái Ngọc nói cái mẹ Chay nói không bao giờ khóc. Vậy làm gì? Mô Phật đi, nằm xuống mô Phật đi. Baby, put her down so she can bow the Buddha. No, mô Phật đi. Mô Phật, Nam Mô Di Phật. Nam Mô Di Phật. Mô gì Phật đấy con? Ồ. Trời ơi, ngoài trời nhìn thấy đầu ghê luôn á chơi. Rồi, để bỏ lên đây chơi phải không? Rồi, bỏ lên đây chơi đi. Baby, can you put this away please? Chay giỏi quá bữa nay.
bữa nay chị, chị mới vừa ăn hết một chén cháo mà trong chén cháo đó có cá, có bông cải với có cà rốt. Chay dạo này cái khẩu vị của chay thay đổi lắm cô chú ơi. Thay đổi mỗi ngày luôn chứ không phải là nhìn chay ăn vậy và 10 ngày sau cái nó không thích ăn món đó nữa. Nó là vậy đó. Đi đâu á? Con chào cô chú đi, cho cô chú ăn miếng không? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Xạo, bà xạo tới nơi. Bà xạo tới đây. Hái gì đi? Sao con? Ăn bánh gì vậy? Hả? Ăn bánh gì vậy? Gì vậy? Đây nè, đó. Đàng hoàng. Có gì đâu mà mình phải khóc la sầm vậy? Cái đó là bậy á, cái đó là quá bậy đó. Rồi sao? Lụm lại làm gì? Nhặt lại làm gì? Ngồi lên ghế ngồi đi con, lên ghế ngồi đi. Thôi con ngồi mẹ không ngồi. Khóc đi, khóc đi. Khóc làm sao? Ồ khóc vậy hả? Khóc vậy hả? Ôi trời ơi, người nó khóc đó. Đáng nể đấy chưa? Ừ khóc đi con, khóc đi, khóc đi. Khóc sao? Khóc sao? Khóc xạo sao? Khóc xạo sao? Khóc xạo. Oops. Ơ trời 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 trời. Ơ trời 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 trời. Trời ơi, dữ ta. Ai cũng nói gặp cho hả, nhìn chay ở trong hình á hả, thấy nó lừa tình quá, nó bự chán hả, ai ngờ ra ngoài nó có chút xíu xiu xiu. Nãy mới gặp dì Nhi cũng nói y vậy đó. Như trời đất ơi, nhìn trong hình, nhìn lên Facebook tới nó bự chán mà ra ngoài chút xíu à. Nói thì đó, em có con xí đó thì nó con xí đó thôi chứ con. Đó bậy đó, chơi cái kiểu gì lạ vậy? Té. Giờ là chắc chơi ngựa lại được rồi nè. Đem ngựa cất thời gian thì chắc chơi ngựa lại được rồi nè. Oh. Đừng có đụng chui nha, đừng có đụng chui. Trời đất ơi, coi đó được đời chưa? Được chưa? Quyền hình gì đây? Ba mở con, quyền hình gì? Super Halloween là gì? Đó, bơi đó. Hồi sáng điện đi bơi vậy hả? À, cho nằm thấy dài đòn không? Nhìn nằm tưởng bự lắm. Ai ngờ có con mét mốt à? Chị Vôi đang ngồi trên xe của con kìa. Ừ, mặc áo. Đứng lắc đít kìa. Ồ sao bé không lắc? Ồ, sỏ tay vô. Hay quá ta. Cái đó sỏ tay vô vậy hả con? Ồ wow. Ồ wow. Lụm đi con, lụm đi.
Mang giấy vô đi. Mang giấy vô đi. Mang giấy vô đi. Ây da. À cái đó bậy, cái đó bậy. Khoanh tay lại xin lỗi mẹ. À mẹ đi. À mẹ. À mẹ đi. À mẹ đi. À trời đó bậy nha, bậy nha. Trời ơi nó hung xong rồi nó đưa cái được cái răng ra nó cắn cái môi tôi nè, coi được đời không? Con cắn cái môi mẹ là chết luôn nghe chay, cái môi mẹ mà bị đau là mẹ đâu có làm clip được cho con chú đâu chay. Trời ơi bây giờ cái miệng của mẹ là quan trọng lắm đó, con có biết không? Con cắn mẹ một cái rồi cái môi mẹ bị lở một cái là chết mẹ luôn, chay là chết mẹ luôn đó. Trời ơi, nó bậy, nó bậy nữa. Đi đi ăn, đi lụm đồ lên ăn, kỳ vậy. Yêu. Yêu, con chay nó dơ, yêu. Chay nó ở dơ sống lâu quá chay. Khổ ghê luôn á chay, mỗi lần cái con lên video là cô chú nói con không có, mẹ không có cho con ăn. Mẹ khổ lắm á chay ơi. Cô chú bữa nào đảnh có cô chú qua kênh chay xì cay thôi xì dơ. Con đứng lên đây nè, con gần cái cạnh bàn là con té trúng cái cạnh bàn này sao? Rồi thôi, cái video clip tới đây thôi nha. À, chào tạm biệt tất cả các cô chú đi kìa. Hả? Rồi tạm biệt kêu chú chay tiếp tục lái xe nha. Bye bye cô chú đi, bye bye cô chú, bye bye. Bye bye cô chú đi con. Đây nè. Đây nè, bye bye cô chú đi. Bye bye. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú đi. Ồ, ghê quá. Ồ, ồ, ghê quá. Hôn cô chú miếng. Rồi, mi gió, mi gió. Ồ qua. Ồ qua đi, ồ qua đi. Ồ qua đi. Rồi, bye bye nha. Để mẹ làm clip cho cô chú coi nha. Trời ơi, ở mày hả? Khóc mà có ở mày hả? Con khóc sao? Sao con khóc mày coi coi. Ồ, coi thường, coi phim, coi phim một hình á. Mặt bư, xạo mặt bư coi. Con ạ cô chú đi. Nhăn răng ra cho cô chú coi coi, nhăn răng ra. Răng đâu? This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way Jay brush her teeth so early in the morning. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Okay? There was a farmer has a dog and Bingo was his name. O B I N G O. B I N G O. Hát được không? B I N G O and Bingo was his name. O. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jay Sky. Hoyer, happy birthday. Yay! Baby shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Chuyện gì? Grandma shark, do 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 do. Grandpa shark. Giờ hát bài gì nữa? Con biết bài gì nữa? Con biết bài gì nữa vậy? Không, cô chú thấy mấy nó hát theo mẹ nè. Ô chú thương ba, ô thương em. Mẹ thương em nha. Wow. Sao? Hát đi con. B I N G O. B I N G O. B I N G O. And JD is his name. Oh. Đừng có đứng lên chân mẹ. Ui da, đứng lên chân mẹ đau quá chay.
Nè cô chú hôn cô chú miếng nè. Đưa mặt cho cô hôn chú miếng nè. Ngon quá. Rồi ăn. Úp bên vô mau hả? Úp bên vô mau. Ha ha ha. The bus, the wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The JD on the bus go all through the town. The baby on the bus, chú cười cười. Mắc cỡ quá, mắc cỡ cười vậy hả? Chứ cứ bình minh. Hồi nãy con mi gió con mi gì sao vậy? Bây giờ là nói bye bye là tự động nó mi gió luôn. Trời ơi, ok ok. Mi gió đi. Mi gió vậy hả? Trời ơi, cười cười. Cười con gái người ta thì mị người ta cười vậy đó. Ta cười ta phải bệnh miệng chứ. Hi sweetheart. Hi sweetheart. Ôi trời ơi, trời cái miệng ăn bánh đi ghê quá đi. Trời trời cái miệng bánh ghê quá đi. Open your mouth. Ghê quá đi. Trường bá.